Hello chào cả nhà nha. Clip này mình sẽ cắt và may một cái quần theo cái số đo quần mẫu ha mà khách đưa ha. Thì có nhiều bạn xem kênh á, cũng có hỏi mình là cắt một cái quần theo cái số đo quần mẫu á, thì mình sẽ làm như thế nào ha. Thì clip này mình sẽ giải đáp cho mấy bạn nha. Thì đầu tiên á, đó là cái quần mẫu khi mà nếu mà mình may cho khách á, thì mình nên yêu cầu người ta là lấy cái quần nào mà người ta cảm thấy người ta mặc đẹp nhất, vừa nhất đó, thì người ta đưa cho mình ha. Thì mình sẽ lấy số đo dự thảo quần đó, thì lúc làm mình sẽ yên tâm hơn ha, là mình có cái căn cứ để mình lấy mình làm mình dựa theo đó mà mình may, thì mình không sợ khách là không vừa ý ha. Còn nếu đối với những người trong nhà, người thân trong nhà mình á, thì mình cứ lấy cái quần nào mà mình cảm thấy người ta mặc đẹp mặc vừa á, rồi mình cứ dựa theo cái quần đó mình lấy số đo thôi, là mình may mình yên tâm ha. Thì đó là cái yêu cầu để mình chọn một cái quần để mình lấy số đo ha. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn cái cách để mình lấy cái số đo của quần mẫu ha. Thì đầu tiên á là mình cứ lấy từ trên phần phần lưng xuống tới ống ha, cứ lấy thứ tự như vậy. Thì đầu tiên ở đây là mình sẽ lấy cái lưng ha. Thì các bạn thấy đây, cái lưng quần của mình á, mấy bạn cứ chạy thẳng ra, rồi mấy bạn đo từ bên này qua bên kia, rồi mình nhân hai lên là mình ra được cái số đo lưng rồi ha. À, vậy hơi kéo tay căng một tí nha. Rồi khi mình muốn chắc ăn á, thì mình tháo dây kéo ra ha, mình đo từ cái phần móc bên này qua tới phần móc bên kia đó, xem cái lưng quần chính xác của nó là bao nhiêu đó mà mình lấy đó. Thì nó có hai cách đo ha. Đó, nếu mà mấy bạn kỹ thì mấy bạn nên đo theo cách này. Ở đây là mình đo được là 85 ha. Đó, mấy bạn thấy là cái lưng quần mình đo được là 85. Tiếp tới nữa là mình sẽ đo tới cái phần dưới. Thì phần dưới á là cái phần mông ha. Thì mông á thì mấy bạn cứ cái điểm mà ở đến cái điểm hạ ba gết dưới cùng á, mình đo ngang cái điểm đó qua là mình sẽ được cái phần mông ha. Thì phần mông ở đây á mình đo được là 51. Thì nhân 2 lên là thân trước thân sau thì nó là 102 ha. Vậy là mông của quần này là 102. Khi may xong thì mình là được 102. Rồi tiếp tới mình sẽ đo vế ha. Cái phần ngang đáy trên cao nhất của cái quần á. Thì mấy bạn trải quần ra ha. Ngay ngắn ra. Mình đo từ đường đáy ra cái đường bên hông. Thì ở đây mình được 31. Nhân 2 lên thân trước thân sau đó là mình được 62 ha. Thì 62 này đó là cái phần vế phía trên đường ngang đáy, tí xíu mình dựa theo số này mình cắt. Còn tiếp theo nữa nè, các bạn để ý cho mình cái chỗ thân trước ha, mình đo xem thử cái thân trước người ta cắt như thế nào để tí xíu mình có thể quyết định cái cách cắt của mình ha. Thì ở đây thân trước mình đo là chỉ thân trước thôi nha, thì mình đo là được 28 ha. Thì 28 thì nếu mà cắt theo cái dạng quần này á thì tí xíu mình cắt theo thân trước 28 luôn ha, mình cắt theo cái dạng quần này luôn. Hoặc là mình thấy thân trước nó cắt cái kiểu này á, nó lớn quá thì mình có thể giảm bớt lại bên bù qua thân sau ha, là mình cắt cái kiểu quần mà thân sau nó nhỏ. Nhưng mà cái dạng quần này chắc là mình nghĩ là người ta may theo size á, nên người ta cắt vậy thì tí xíu mình cũng cắt vậy luôn ha, cho nó dễ nha. Thì ở đây thân trước mình ghi chú đây là 28 ha. Và thân sau á mình không cần ghi, tại vì thân trước bao nhiêu thì thân sau lúc tí mình cắt á nó sẽ còn lại là thân sau ha. Rồi tiếp tới là chiều dài quần. Thì chiều dài quần thì mấy bạn cứ chạy quần ra thôi, đo từ cái phần đường ly thân trước đó, từ trên lưng xuống gối xuống xuống lai là bao nhiêu thì mình lấy số đo đó ha. Ở đây mình đo chiều dài quần được 86 ha, thì người này cũng thấp thôi nên cái quần mấy bạn thấy nó sẽ mập mập á đó. Rồi tiếp tới là cái phần ống quần ha. Thì ống quần người ta không có yêu cầu là mình may nhỏ đi hay là lớn ra, thì mình cứ lấy y cái phần ống của cái quần mẫu thôi. Thì ở đây ống là 18 năm ha, thì mình sẽ lấy là 19 nha. Thì may xong nó sẽ nhỏ đi nửa phân ha. Đó, mình cứ cắt đúng 19 cái thân trước á, tí xíu các bạn xem các bạn sẽ hiểu ha, là mà may xong nó còn 18 phân rưỡi, thì ở đây ống mình sẽ lấy là 19 ha.
Rồi vậy là mình có đủ số đo để mình cắt cái quần mẫu này rồi ha. Thì các bạn xem để ý cái số đo trên màn hình nha. Rồi sau khi có số đo rồi á thì mình sẽ cắt cái quần này ha. Thì ở đây người ta may hai quần ha. Thì một cái vải thì nó hơi dày và một cái vải nó bình thường ha, vải mỏng hơn cái vải kia. Thì thường thường á, cái kinh nghiệm mà mình cắt nhiều quần cùng lúc á thì mình nên trải cái vải dày phía dưới đó, để lúc mình trải những cái phần trên á đè bên dưới á thì bên dưới nó không có bị xê dịch ha. Tại thường cái vải dày nó ít bị xê dịch hơn là vải mỏng đó, thành ra mình trải vải dày bên dưới thì lúc mình trải vải thêm cái lớp ở trên á thì cái lớp dưới nó sẽ nằm yên ha. Thì khi mình cắt mình không có sợ nó bị sai sớ hay là này kia nọ đó. Thì kinh nghiệm của mình là mình chạy vải dày bên dưới và vải mỏng ở phía trên nếu mà mình cắt nhiều lớp ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ với bạn xem ha. Thì á, đầu tiên là đường ngang trên lưng luôn luôn là vậy ha. Đó, mình lấy đường ngang trên lưng vuông góc với cái biên vải. Đó, tiếp tới là phần hạ đáy. Thì bây giờ mình xác định phần hạ đáy làm sao. Một là mình cắt hai quần này luôn, hai là mình lấy một phần tương mông. Nếu mấy bạn lấy một phần tương mông á thì mấy bạn phải trừ đi, tại vì mông này là mình mông mông thành phẩm mà đúng không, đo trên quần mà đâu biết là cái mông của người ta là bao nhiêu đâu đó. Mông thành phẩm thì mình phải trừ đi chứ không hạ đáy nó bị xẻ. Còn hai á là mình sẽ lấy theo cái hạ đáy của quần này luôn và mình cắt hai quần này luôn ha. À, thì đây là hạ đáy đây. Đó, mình đo được 24 thì mình sẽ lấy là 23 ha, do mà khi may xong là mất một phân rồi đó. Mình đo theo quần này thì mình phải trừ đi một phân, là giờ mình sẽ lấy là hạ đáy là 23 ha. Thì nếu mình lấy hạ đáy theo quần này luôn á thì mấy bạn cũng không có sợ ha, tại vì quần này ta mặc vừa mặc đẹp rồi thì cứ lấy hạ đáy theo quần mẫu ha mà mình cắt thôi cho nó dễ. Thì ở đây mình sẽ lấy hạ đáy theo quần này luôn ha, là 23. Và phần trên lưng mấy bạn nhớ trừ đi ha, lưng bao nhiêu thì trừ đi bấy nhiêu nha. Ở đây lưng mình là 3,5 ha. Rồi tiếp tới là mình sẽ lấy luôn chiều dài bên dưới ha. Thì chiều dài của quần này là 86. Sau khi mình có chiều dài rồi ha thì mấy bạn sẽ chia đôi quần này ra, chia đôi chiều dài ha, chia đôi chiều dài ra và mình hạ thêm 8 cm phía bên dưới. Đó là mình sẽ có cái điểm ngang gối đó ha. Đó, hạ thêm 8 cm thôi là mình sẽ có điểm hai ngang gối. Là cái cách cắt là nó là gì, cái cách xác định á, cái điểm hạ gối nó là như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái đường ngang đáy trước ha, là mình sẽ bắt đầu tính từ cái đường ngang đáy này trước. Rồi mình sẽ dựa theo cái đường ngang này mình tính những phần còn lại ha. Thì từ đây á là hồi nãy lúc nãy mình đo á, mình có ghi chú là cái vế thân trước, tức là cái đường ngang đáy phía dưới thân trước á ha. Thì mình lấy là 28. Đó, hồi nãy mình mấy bạn nhớ đầu clip không? Đó, là mình đo mình có đánh dấu là nguyên một vòng là 62 và cái thân trước, riêng cái thân trước đó là 28. Thì mình dựa theo số 28 này mình lấy đúng số 28 này mình cắt cho cái thân trước luôn nha. Rồi đầu tiên là mình phải chừa cái đường cắt và cái đường may ra trước đã nha. Rồi bắt đầu mình sẽ tính từ cái phần đường may ha. Thì đây là cái thân này, thân trước 28 nè. Thì mình sẽ cắt đúng như cái quần mẫu của nó luôn ha, là mình sẽ lấy 28. Đây, mấy bạn lấy từ cái phần đường may của mình vô 28 ha. Đó, là coi như cái kích thân trước này á là phần ngang đáy mình sẽ lấy đúng là 28 bằng cái quần mẫu nha. Rồi mình chừa thêm đường cắt phía bên ngoài ha. Đó, vậy là cái kích thân trước này mình lấy là 28. Rồi bây giờ mình sẽ lấy vô lại là 3 cm ha. Đây là cái phần mình đánh cong cái cửa quần ha. Đó là 3 cm ha. Rồi từ cái điểm mình vô 3 cm á thì lúc đó mình sẽ gióng nó lên vuông góc với phía trên lưng ha.
Rồi phần cửa quần phía trên á, ha, phía trên lưng mình sẽ lấy vô là 2 xăng và mình sẽ nối nó xéo xuống cái phần ngang đáy đó, là mình sẽ có cái đường xiên của cái cửa quần thân trước nha. Rồi bây giờ tới phần lưng ha, lưng thì mình lấy như bình thường thôi, lưng chia 4, eo chia 4 ha, thì hồi nãy mình đo được 85 thì mình lấy là khoảng là 21 đi ha. Mình lấy trước 21, coi mình có cái điểm này nó có nối với cái phần bên hông á có đẹp chưa ha, rồi mình thêm hoặc bớt đi. Thì ở đây là 21, khi mình nối thì mình thấy nó cái quần nó cũng đẹp rồi ha, thì mình lấy 21 đi, và phần còn lại mình sẽ tính ở cái thân sau ha. Rồi tiếp theo thì cái đường chính chung á, cái đường tâm ly á, thì mình sẽ chia đôi cái phần 28 xăng cái kích thân trước lúc nãy ha. Đó, mình chia đôi, mình sẽ có cái đường chính chung, cái đường tâm ly của cái thân trước ha. Thì cái đường tâm ly này á, mình xem trên kênh á, thì có nhiều bạn là thắc mắc là không biết chia từ cái đường mình ra cửa quần rồi, hay là chia từ cái đường xiên của cái cửa quần phía bên trong á ha. Thì ở đây là mình phải chia từ nguyên cái kích của thân trước, chứ không phải là chia từ cái điểm xiên cái đường đường thân trước đâu nha. Đó, mình phải chia từ bên ngoài á, đó, nguyên cái kích của thân trước á. Đó, tính luôn cái điểm ra cửa quần ha, là 28 mình chia đôi. Đó, là sẽ ra được cái đường tâm ly của cái thân trước, vậy mới đúng ha. Rồi tiếp là phần hạ baguette ha, hạ dây kéo. Thì mình lấy đường từ đường ngang đáy lên khoảng 5 cm thôi ha. Là bình thường ha, những cái quần bình thường á mình lấy lên khoảng 5 cm là được ha. Rồi mình sẽ chừa ra đường may 1 cm phía bên ngoài. Đó. Còn cái kiểu baguette như thế nào thì tùy mấy bạn ha. Cắt kiểu nào thì mình làm kiểu nào thì mình cắt kiểu đó ha. Còn ở đây mình làm kiểu bình thường thôi, nên mấy bạn thấy mình vẽ như bình thường thôi ha. Rồi tới phần ống ha, thì ống quần bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu thôi, tính luôn cả đường may ha. Còn mình không tính đường may thì mình phải trừ đi rồi mình cộng ra, thì nó cũng vậy thôi ha. Thì ở đây ống 19 thì mình cứ lấy đúng 19 luôn, luôn cả đường may ha. Thì đây thì mấy bạn sẽ thấy á, là mình sẽ lấy là 19 luôn. Đó, tính luôn đường may, mình không có trừ đường may nữa ha. Còn nếu mình trừ đường may á, mình chỉ lấy được là 17 thôi ha. Còn ở đây là mình tính luôn đường may, ống bao nhiêu lấy bấy nhiêu ha, đường may nằm ở thân sau ha. Rồi tới cái phần đường ngang gối, thì ngang gối thì mình cứ lấy theo cái tỷ lệ của cái đường ngang vế ha, ngang đường ngang đáy á, thì mình trừ ra, thì ở đây ở trên đây là 28 thì mình trừ ra khoảng 7-8 cm thôi, là mình lấy là khoảng 20 ha. Tại mình cắt quen rồi thì mình lấy là 20 là nó vừa ha, 20 trừ thêm đường may hai bên nữa là khoảng là 23. Đó, 23, 24 là mình nối xuôi xuống tới ống 19 là nó sẽ đẹp cái quần ha. Thì cái này do mấy bạn cắt quen thôi ha. Còn không quen thì mình cứ nối làm sao cho nó đẹp cái dáng quần là được ha. Thì ở đây là mình lấy 20 nữa nha. Rồi đây là cái dáng quần của mình sau khi mình vẽ xong ha, thì nó sẽ được như vậy. Rồi còn phần còn lại là phía trên lưng, mình phải xử lý phía trên lưng này xong rồi mình mới cắt được nha. Thì lưng á, thì phía trên này thì mình sẽ hạ phía ngoài cửa quần á, mình sẽ hạ xuống là khoảng nửa xăng ha, đến 1 cm, nếu mà người nào bụng phệ nữa thì mình hạ xuống nữa đó. Còn phía trên bên ngoài thì mình sẽ lên 1,5 cm, và cái đường này mình sẽ nối cong ra phía cửa quần ha. Thì cái hình cong như cái thước này nè, đó, mấy bạn cứ nối cong cong ra, đó, đánh cong ra, đó, là sẽ được cái đường trên lưng này ha, đó. Rồi bây giờ tới phần túi ha, thì túi thì từ cái đường may mình lấy vô khoảng 3-4 cm thôi. Nếu mấy bạn thấy thích cái túi mà nó đứng á, về phía bên hông nhiều thì mình lấy vô ít thôi ha, khoảng 3 cm. Còn trên quần này thì mình lấy vô là 4 cm. Thì
cái từ cái điểm khóa túi ha, đó mình mới lấy cái chiều dài của cái miệng túi ha, là khoảng 15 cm từ cái điểm khóa nha. Đó thì nó khoảng 15 cm là vừa ha, đừng có lấy dài quá hoặc là rộng quá thì cái miệng túi nó sẽ bị hở khi mình may xong nha. Rồi thì đây là cái thân trước ha, là mình đã hoàn thiện xong cái thân trước của cái quần này ha. Thì cái quần này là mình cắt theo cái mẫu mà người ta đưa ha, mẫu có sẵn đó, và cái kích thân trước mình cũng dựa theo là cái kích thân trước của quần mẫu luôn ha. Đó là cái dáng quần là giày nha. Rồi bây giờ trước khi mình cắt thì mình phải kiểm tra lại ha, xem cái mông thân trước là bao nhiêu, rồi cái vế nó là bao nhiêu ha, chiều dài như thế nào đó, nó đã vừa hết chưa thì mình cắt ha. Rồi mình sẽ lấy cái thân trước này đó, mình vẽ ra cái thân sau ha.